chi Bây giờ phí à. thứ Thứ ba ba là là chỉ chỉ số số về về tiến tiến độ độ dự dự án. án. Thứ Thứ tư tư đó đó là là sản sản doanh doanh thu thu trên trên sản sản lượng. lượng. Doanh Doanh thu thu trên trên sản sản lượng lượng là là gì gì à? à? Đó Đó chính chính là là cái cái tỷ tỷ lệ lệ chuyển chuyển đổi đổi giữa giữa cái cái nghiệm nghiệm thu thu và và cái cái thực thực hiện hiện đó. đó. À, À, rồi rồi cái cái thu thu trên trên doanh doanh thu, thu, tức tức là là mình mình đã đã thu thu bao bao nhiêu nhiêu tiền tiền trên trên cái cái sản sản lượng lượng đã đã được được nghiệm nghiệm thu. thu. Và Và rồi rồi cái cái thu thu chia chia cho cho cái cái chi. chi. Thu Thu chi 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 nghĩa nghĩa là là gì? gì? Đây Đây chính chính là là cái cái phần phần về về mà mà chúng chúng ta ta có có nói nói với với nhau nhau về về nãy nãy là là cái cái chỉ số về 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 dòng tiền đó các anh chị. Đây là chỉ số về dòng tiền. À, tức là bây giờ cái sự huy động vốn như thế nào, cái này rất là quan trọng. Dòng dòng tiền là sống hay chết ngay khúc này nè. Rồi tiếp theo là cái phần chi tiêu của sử dụng chi phí ban điều hành. À, vào đây nè, thì từ tất cả các cái yếu tố này, tổng hợp các cái yếu tố này thì chúng ta sẽ ra được cái gì ạ? Ra được cái tổng cái của chỉ tiêu, ông nào cao nhất đứng đầu. Và xếp loại dự án thì trên 90 90 trở lên là nhóm A. Thì như này là có thể nhóm luôn rồi các anh chị. Các anh chị để ý theo. Đó. Thì đây là một cái mà nó rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đây nó có đối với lại cái việc một quản lý này, đối với việc quản lý quản trị này, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ có theo cụm dự án, tức là chẳng hạn như bây giờ theo nhóm dự án giao thông thì như thế nào, rồi dân dụng là như thế nào, thì như nào, rồi kể cả là gì, mình có thể phân nhóm theo giám đốc điều hành, giám đốc dự án hay là phó tổng phụ trách, mình cũng chia được, thì như nào, tức là nó sẽ bao gồm tổng hòa luôn tất cả các nội dung, rồi kể cả là gì mình có thể chia theo chủng loại bệnh viện nè, rồi nhà máy nè, rồi trường học, rồi khu dân cư, mình vẫn chia theo cấp đó được. Thì cái này thì các anh chị có rõ rồi ha, cho nên tôi không nói. Và đây mình có thể là bấm theo cái này. Như vậy là những cái chỉ số đo lường này nó là cái gì? À, nó đây. Đây. Các anh chị để ý và nhìn thấy các anh chị đọc các tỷ lệ các cái chỉ số này nè. Đấy à. Thì đây là một trong những cái mà gọi như là gì ạ? À? Là một trong những cái chỉ số mà gần như là gì, là đối với một người mà làm việc quản lý hiệu quả dự án thì các bạn nhất định phải có sự quan tâm, không cần phải phải bàn cãi nhiều, không cần phải nói nhiều về nó. Được chưa? Rồi thì tôi sẽ mở thêm một cái phần diễn giải về các cái chỉ số này để các anh chị dễ hiểu à. Đối với lại các cái chỉ số này thì hiểu như thế nào để cho nó có một cái gọi là rõ ràng hơn. Thì ở đây nó có một cái phần. À, đây tôi sẽ mở với các anh chị luôn để các anh chị dễ hiểu. À, trung tâm đào tạo rồi. Thằng nào đang đi một đường luôn, mở luôn cả mở luôn cả cái còi xe luôn ha. Rồi ok, thì đây các anh chị để ý trên màn hình của các anh chị nè. À, đây là cái cách tính như này, cái cách tính thì cái cơ sở nào để mà bạn có những cái tính toán này, thì đầu tiên các anh chị, đầu tiên là ví dụ như là đây là những cái chỉ số mà nó đã được thống nhất giữa các cái bộ phận của một doanh nghiệp, chứ nó không phải là dành cho tất cả. Tuy nhiên là gì ạ? Là một cái cơ sở gợi ý rất là quan trọng. À, ví dụ như bây giờ hỏi là khi nào là được thưởng, khi nào là ví dụ như cuối năm lấy tiêu chí nào đánh giá dự án, thì thường là các anh em rất là bức xúc. Nhưng mà đây là cái cơ sở ngay từ ban đầu được thiết lập nè. Cái đầu tiên là gì? Cái đầu tiên đó là cái tỷ suất lợi nhuận gộp này nó bằng doanh thu trừ giá vốn để doanh thu. Vậy nè, cho nên là các bạn phải hiểu về cái này ha. Đấy. Cái thứ hai đó là gì? Đó là cái tỷ suất về trên là sản lượng và chi phí nè, là nó bằng sản lượng trừ chi phí trên sản lượng. À, các anh chị nhìn ha. Cái này các anh chị có thể chụp lại màn hình để lưu lại để về về làm cái chỉ số cho công ty mình được đó. Rồi tiếp theo là chỉ số về tiến độ, là cái này không bàn, sản lượng thực tế trên sản lượng kế hoạch, đúng không? Rồi tỷ lệ chuyển đổi giữa doanh thu trên sản lượng, à thì doanh thu chia sản lượng là như thế nào. Rồi cái phần mà tỷ lệ chuyển đổi giữa cái doanh thu thu trên doanh thu, à, thì nó cũng có con số đây, tức là nó phần có phần công thức và có cái ý nghĩa chỉ số từng chỉ số một để các anh chị tham khảo ở đây. Cho nên là gì ạ? Phần này sẽ gửi để cho các anh chị yên tâm ha, để cho các anh chị yên tâm. Rồi tiếp theo đó là cái gì? Đó là cái tỷ lệ và trong cái cân đối về thu chi, đúng không ạ? Cân đối về thu chi thì các anh chị biết là nếu như mà mình làm ra tiền không đủ để mình mang tiền về không đủ để trả là gì, là mình phải đi vay ngân hàng. Hả? Cho nên cái khúc này đối với doanh nghiệp nó cũng rất là quan trọng. Và còn một cái chỉ số mà nãy các anh chị thấy là cái hiệu quả cái sử dụng chi phí ban điều hành này,
Rồi, thì thì cái cái phương phương pháp pháp của của nó nó ở ở đây đây là là gì? gì? Tức Tức là là tùy tùy theo theo cái cái giai giai đoạn, đoạn, tùy tùy theo theo nhu nhu cầu cầu của của doanh doanh nghiệp nghiệp mà mà các các cái cái tỷ tỷ trọng trọng này này nó nó sẽ sẽ được được phân phân bố bố khác khác nhau. nhau. Đây Đây à. 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 Ví dụ Ví dụ như như trong trong thời thời điểm điểm này này đi, đi, cho cho tôi tôi hỏi hỏi các các anh anh chị chị câu câu này, này, trong trong thời thời điểm điểm này này theo theo các các anh anh chị chị thì thì cái gì là cái cái gì điều mà mà các các chủ chủ doanh doanh nghiệp nghiệp đang đang quan quan tâm tâm theo theo các các anh anh chị? chị? Đấy, Đấy, ví ví dụ dụ như như trong trong giai giai đoạn đoạn này này đi đi là là cái cái gì gì là là cái cái mà mà chủ chủ doanh doanh nghiệp nghiệp đang đang quan quan tâm tâm theo theo các các anh anh chị chị là là gì gì ngay ngay từ từ thời thời điểm điểm này? này? Lợi Lợi nhuận, nhuận, tồn tồn tại. tại. Yeah. Yeah. Cảm Cảm ơn ơn bạn bạn Cường, Cường, bạn bạn nói nói được được một một cái cái câu câu rất rất là là hay hay là là tồn tồn tại. tại. Thì Thì điều điều gì gì nó nó tạo tạo ra ra sự sự tồn tồn tại? tại? Đây Đây nè, nè, đây đây là là cái cái để để tạo tạo ra ra sự sự tồn tồn tại tại nè. nè. Đầu Đầu tiên, tiên, bởi bởi vì vì cái cái tỷ tỷ trọng trọng này này nè nè là là nó nó phụ phụ thuộc thuộc vào vào từng từng thời thời điểm. điểm. Lúc Lúc này này nè, nè, các các anh anh chị chị thấy thấy là là tỷ tỷ suất suất lợi lợi nhuận nhuận gộp gộp chỉ chỉ có có 90% 90% thôi. thôi. Để Để ý ý nè. nè. Hả? Hả? Cái Cái chênh chênh lệch lệch về về sản sản lượng lượng và và cái cái chi chi phí phí này, này, tức tức là là cái giá cái trị giá trị nó nó cũng cũng không không nhiều. nhiều. Nhưng Nhưng mà mà cái cái mà mà chỉ chỉ số số hiệu hiệu suất suất về về tiến tiến độ độ này này là là cao. cao. Các Các anh anh chị chị biết biết là là vì vì sao sao ạ? ạ? À? À? Các Các anh anh chị chị biết biết là là vì vì sao sao ạ? ạ? Công Công ty ty đang đang cần cần gia gia tăng tăng sản sản lượng lượng để để vay vay ngân ngân hàng. hàng. Các anh Các anh chị chị hiểu hiểu chuyện chuyện này này không không ạ? ạ? À? À? Yes. Yes. Tức Tức là là các các anh anh chị chị phải phải biết biết là là đây đây là là những những cái cái mà mà người người ta ta là là từ từ cái cái trăn trăn trở trở của của những những ông ông chủ chủ nó nó được được viết viết ra ra để để trở trở thành thành một một cái cái thông thông tin tin các các anh anh chị chị dùng dùng được. được. Là Là yeah, yeah, nó nó tỷ tỷ lệ lệ dạ, dạ, chuyển chuyển đổi đổi giữa giữa thuê thuê doanh doanh thu thu trên trên sản sản lượng lượng này. này. Vì Vì sao sao lại lại như như vậy? vậy? Tại Tại vì vì ông ông làm làm ra ra mà mà ông ông không không có có số số liệu liệu để để ông ông vay vay hàng hàng là là chết, chết, hay hay khúc khúc rồi rồi này. này. Và Và tỷ tỷ lệ lệ doanh doanh thu thu trên trên tuần tuần thu, thu, các các anh anh chị chị thấy thấy không? không? Đây Đây là là ba, ba, tức tức là là đối đối với với doanh doanh nghiệp nghiệp này, này, trong trong thời thời điểm điểm này này ba ba chỉ chỉ số số này này là là quan quan trọng trọng nhất. nhất. Đây Đây nè, nè, còn còn cái cái việc việc chỉ chỉ sử sử dụng dụng chi chi phí phí tiết tiết kiệm kiệm hay hay không không nó nó cũng cũng không không có có quan quan trọng. trọng. À, À, và và cái cái này này nè, nè, cái cái cơ cơ sở sở để để đánh đánh giá giá này này thì thì thực thực ra ra là là cái cái này này cũng cũng rất rất là là cân cân nhắc, nhắc, được được chưa chưa nè. nè. Là Là A A là là trên trên 90%, 90%, là là B B là là từ từ 70% 70% trở trở lên. lên. Đạt Đạt 90% 90% chỉ chỉ tiêu tiêu là là ngon ngon rồi. rồi. À, À, là là xuất xuất sắc sắc rồi rồi đó, đó, được được chưa? chưa? Rồi Rồi là là C C là là A. A. Đây, Đây, từ từ 50 50 tới tới 70 70 nhỏ nhỏ hơn hơn 50% 50% là là B. B. Đó. Đó. Và Và có có cơ cơ sở sở này, này, được được chưa chưa nè? nè? Có Có cơ cơ sở sở này này thì thì cái cái việc việc đánh đánh giá giá dự dự án án nó nó sẽ sẽ công công tâm. tâm. Nó Nó không không phải phải là là chỉ chỉ là là mò mò mẫm, mẫm, nó nó không không phải phải là là gì gì à. à. Nó Nó không không phải phải là là thấy thấy cái cái kiểu kiểu là là một cái gì đó mà gọi như là nó gọi là nó mơ hồ nữa, được chưa nè? À, nó không còn cái kiểu mơ hồ nữa rồi. rồi. Thì đó là các cái chỉ số thì ban tổ chức lưu ý giùm tôi là cũng giúp cho tôi là gì ạ? Giúp cho tôi là gửi cái tài liệu ha, được chưa nè? Gửi cái tài liệu để cho mọi người đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái phần gọi là BIM, đó không? Tôi cũng xin lỗi các anh chị là đây là một cái mà cái việc liên quan giữa BIM và quản lý của gì đấy. Thì đầu tiên thì đây là cái chuyên đề mà tôi làm ở tập đoàn xây dựng Hòa Bình, và nhờ có cái chuyên đề này, thấy không, mình khoe cho tới luôn, đúng không? Nhờ có cái chuyên đề này mà tôi được có một cái phần thưởng đây vậy nè, mà cũng nhờ có cái chuyên đề này, thực ra là với tôi thì cái điều đó tuyệt vời thôi à. Nhờ có cái chuyên đề này mà tôi được thưởng 30 triệu vào năm 2017. Thực ra rằng là các anh chị hãy thử tưởng tượng nhé, năm 2017 lúc đó lương tôi không có cao lắm đâu, nhưng mà tôi được thưởng 30 triệu thì nó cũng là một cái giá trị lớn. Bao nhiêu người thấy là trong thời điểm này 30 triệu cũng lớn thật, thấy cái thì cũng là số 1 chứ không phải thời điểm đó. Và thực tế là vừa rồi là rất là nhiều anh em trong chương trình, tức là toàn bộ cái nội dung này nè, tôi mang nó ra để tôi làm cái chương trình đào tạo là AOCC. Cho nên là tất cả những anh em mà làm xong AOCC mà không được tăng lương, không được thăng tiến, như là huấn luyện kỹ sư VS, bạn có thể là có mỗi công việc tốt hơn một chút, bạn có thể thăng tiến vừa phải, nhưng mà đối với AOC là điều kiện bắt buộc là phải tăng lương thăng tiến. Đấy yeah, đó là điều kiện bắt buộc nha. À, còn ông nào mà không được cái này là xem như là chữ thầy trả thầy đó, được chưa nè? Đó thì à, cái này là phần thưởng. Còn đây nè, đây là cái phần nội dung. Thì ở đây là gì? Đối với là phần BIM thì đây đầu tiên là thứ nhất là tôi sẽ nói với ban tổ chức gửi cho các anh chị cái video này, các anh chị xem, được chưa nè? Và trong cái chương trình mà cái chương trình về BIM của tôi với lại các anh em ở công ty ID mà chúng tôi đang tổ chức á, chúng tôi phối hợp để làm dự án ở đây. Yeah. Rồi thì cái giải pháp này là nó như thế nào? Thì nó cũng giống như là cái này các một số các anh chị đang xem. Đầu tiên là gì? Là tôi sẽ link tất cả những cái thông tin nè, đúng không ạ?
Tức là mục đích của cái này là gì? Tạo ra một cái kết kết nối nối nó liên giữa BIM 5D, kiểm soát tức thời, chính xác, chuyên nghiệp và tiết kiệm các thông tin, các nguồn lực của dự án. Được chưa? Cái phần liên kết dữ liệu nè. Thì đây là gì? À, tức là từ cái BIM liên kết với anh em QS công trường với phòng BIM ở các head office, rồi nó lại chuyển qua cái QS công trường. Tức là đây là một cái vòng phản kiến nè. Thì ở đây mình sẽ làm thế nào? Đầu tiên là cái phần là, bởi vì đây là một cái mô hình vòng tròn luôn các anh chị, đấy là thiết lập mô hình thì có các cái thông tin để mà cập nhật dữ liệu. Từ các cái thông tin cập nhật dữ liệu, các anh chị sẽ cập nhật lên cái mô hình của BIM. Tiếp theo là gì ạ? Tức là các anh chị sẽ có cái phần là đối chiếu và kiểm soát khối lượng, và mình đưa thông tin lên để ra mô hình BIM 5D. Thì cái này các anh chị sẽ được xem trực tiếp. Thì cái phần liên kết dữ liệu đây nè, nó giống như cái AOC này các chị xem đó, tức là nghiệm thu, cập nhật khối lượng, nhập xuất tồn, thanh toán, báo cáo này, quản lý hồ sơ thanh toán chất lượng, QC đó. Thì đây là cái nội dung ha. Rồi ở đây nó có luôn bao gồm cung ứng, báo cáo, cập nhật ngân sách, theo dõi thanh toán này, vật tư. Từ từ để tôi lấy cái phần này để các chị xem ha. Cái này là cái dự án này là lâu rồi. Đây này, xin lỗi các anh chị. Thực ra là tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị là cái điều mà những cái gì mà tôi đang hướng dẫn với các anh chị, nó bắt đầu từ một cái trăn trở, nó bắt đầu từ một cái mong muốn, cái khát khao, rồi là làm sao đó. Thực sự mà nói là tôi rất là biết ơn cái người anh, cái người sếp của tôi đó, để như là cái là tôi làm lâu rồi, từ 2015 lần, cho nên là bây giờ tôi làm, tôi làm master về nó, tôi rất là rành rõ về nó. Thì lúc đó tôi đang làm dự án tôi sẽ nhắc, và lúc đó tôi cũng nói với sếp tôi là đã áp dụng được 50%, và lúc đó sau khi qua dự án Hoa Lâm thì tôi đã làm. Và các anh chị biết đây là một cái email nó được gửi vào lúc 2 giờ sáng, nó được gửi vào lúc 2 giờ sáng các anh chị. Thì nó, các anh chị hiểu là tôi trăn trở thế nào, và tôi khẳng định với các anh chị, khi các anh chị trăn trở là sẽ có rất là nhiều cái thành tựu. Thì đây là cái mà đây từ nha, lúc này nè, là cái video này. Rồi bây giờ tôi sẽ mở các anh chị xem ha, để các anh chị biết là nó sẽ như thế nào, cái cách liên kết về cái BIM tới quản lý của dự án. Tức là các anh chị sẽ để ý thấy nè, toàn bộ những cái dữ liệu ở đây, bây giờ nè, đây để tôi mở cái này ra để các anh chị xem lúc này. Đây là cái cách mà chúng tôi đã làm, tức là đây là toàn bộ cái công việc hàng ngày mà các anh em ở hiện trường làm này. Các anh chị có thể nhìn thấy rõ không ạ? Thì đây là toàn bộ các nội dung, và các anh em giám sát hiện trường họ sẽ nhập các nội dung này vào mỗi ngày, every day. Được chưa nè? Họ sẽ cập nhật cái này vào. Từ cái nội dung cập nhật này, thế nè, là nó sẽ chạy ra. Đây ha. Từ cái nội dung cập nhật này nè, thì nó sẽ chạy ra khúc này nè. Đây. Đây nè, cập nhật khối lượng nè. À đâu, không không, các bạn này. Đây. Từ cái việc là cập nhật nè, tập theo dõi thanh toán nè, cập nhật cái công việc, cái cập nhật khối lượng nè. Được chưa nè? Đó. Công trường này, cập nhật cái báo cáo này, cái khối lượng này, nó sẽ lên được cái cập nhật ngân sách nè, theo dõi thanh toán này, nó cũng giống y như là cái phần mà bên bạn Excel này. Đấy, thì từ cái phần này nó giống như là cái lưu đồ mà này, các anh chị xem luôn này. Các anh chị chờ tôi để tôi mở lại cái lưu đồ đó để các anh chị xem cho nó rành mạch hơn này nha. Đây à, đâu rồi, một chút mới gọi cho tôi để làm mất này ha. Quy trình vào lưu đồ này, lưu đồ của tớ đâu rồi bằng phút. Trong cái lưu đồ này đi ha, lấy trong lưu đồ này cũng được, không cần cái lưu đồ kia đâu. Tôi sẽ lấy ra để các anh chị xem cái nội dung cái lưu đồ mà chúng ta nhìn khi nãy đó, được chưa? Đây. Đây là cái lưu đồ mà các anh chị thấy này. Ok. Đó. Thì toàn bộ cái nội dung mà giống như là các anh chị nhìn thấy này, thì cái phần cái khúc này là quan trọng nhất này, cái khúc cập nhật công việc này. Được chưa này? Là cái đoạn mà tôi mô tả với các anh chị đó, là nó chính xác là cái khúc này ở trong cái file này này. À, nó chính xác là cái khúc này này. Đó là nhập cập nhật số liệu rồi này. Đó. Và như vậy thì thông tin cập nhật là như thế nào? Đầu tiên này, đó là thông tin về hạng mục, về công việc là gì, cái vị trí là như thế nào, cấu kiện gì, tên cấu kiện, vị trí và điều quan trọng là gì. Đây, khi mà xong rồi á, thì các bạn sẽ có được cái khối lượng
các bạn sẽ có được cái khối lượng này. Đấy. Thì cái Khối khối lượng lượng này này nó có là tính ví dụ như khối tôi lượng trước đây là tôi lấy từ khối lượng mô hình BIM. À, đầu còn ví dụ tiên như bây thì giờ đối đối với với các cái anh này mà làm OC không có khối lượng mô hình BIM vẫn vẫn làm làm được, được. Được chưa? Đó. đấy Rồi, thì thì đó đó là là cái cái phần phần mà mà gọi gọi là gì? là Kết kết nối nối từ 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 BIM vào vào trong trong cái phần này. này. Và Và đây đây thì thì tôi sẽ mời tôi các anh chị sẽ xem cái mời phần các anh video chị này xem ha. Để các anh chị còn phần ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị sau nhé. Ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị cái video này nó một cách rõ ràng hơn. Anh chị chờ tí nha, đây để tôi share luôn cả cái video để các anh chị đây đó. Tài chào các anh. Hôm nay tôi sẽ giới Đây. thiệu với các bạn một mô hình về dự án BIM 5D thực tế. Đây là một dự án mà tôi cùng với lại các anh em trong đội BIM nhau làm hơn 3 năm rồi. Đây là đầu tiên là chúng ta sẽ dựng lên mô hình BIM 4D. BIM 4D nghĩa là gì? Mình sẽ đưa thông tin về tiến độ vào trong dự án để chúng ta thiết lập các thông tin về work data structure, được chưa? Và những cái thông tin và sau đó là mình kết nối tiến độ từ MSZ để đưa lên mô hình Navisworks tạo ra mô hình BIM 4D. Và ở đây là chúng ta cần dùng một công cụ, một tool bằng Excel, có thể là đưa lên bằng nhiều cách và từ đó chúng ta có được mô hình. Đây là cái plan, thì đây là kế hoạch tiến độ của dự án đưa lên mô hình ngay từ lúc đầu. Đây là phần kế hoạch hôm nay nhé. Đây là xong, đây gọi là 4D, 3D là mô hình, còn 4D là có thêm thông tin về thời gian. Đây gọi là 4D. Điều quan trọng nhất là gì ạ? Mình phải thiết lập cái một breakdown structure để cái mô hình nó phù hợp với lại khoảng tiến độ, thì đó là quan trọng nhất. Thì sau khi xong thì chúng ta sẽ có một mô hình và kế hoạch tiến độ 4D. Rồi bước tiếp theo ở đó là bây giờ chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu từ công trường, tức là từ dự án thi công thực tế. Đây là một quy trình. Điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất ở đây đó là gì? Là đưa dữ liệu thực tế dự án lên. Và đây là một cái bản mô hình về thông tin. Đây là một cái phần mà nó kết hợp giữa quản lý chi phí dự án, thế real time và tự động hóa. Điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta phải thiết lập cái data. Đây, các bạn lưu ý là dữ liệu là quan trọng nhất, được chưa? Và chúng ta đưa vào trong mô hình BIM. Đây đơn giản là chúng ta đưa thông tin vào file Excel, sau đó là gì ạ? Chúng ta dùng một cái tool để chúng ta đưa vào trong mô hình của Navisworks. Và khi kích vào bất kỳ một cái thông tin nào ở đây thì chúng ta đều có những cái thông tin liên quan. Và bây giờ đây là cái mô hình, lúc nãy là vấn đề về kế hoạch, bây giờ là thực tế, đây là tiến độ của thi công thực tế đưa vào mô hình. Và các bạn để ý thấy là khi mà chúng ta chọn vào bất kỳ một cái đối tượng nào đó thì ở đây nó có những cái thông tin, ví dụ như nhà thầu thực hiện, có lương hay là có cả đơn giá và có kỳ thanh toán. Bất kỳ đối tượng nào trên dự án nó cũng được để xuất hiện những cái này, cho nên là điều quan trọng nhất là cách mà anh em tổ chức dữ liệu. Và cái việc cập nhật này là nó không có khó khăn, rất là dễ dàng. Và sau khi chúng ta đưa vào thì chúng ta sẽ có dữ liệu từ mô hình của Revit, mô hình trong Revit. Anh em để thấy là tất cả thông tin nó đều xuất hiện ở đây. Và đây là cách mà chúng ta sẽ lọc trong mô hình. Đây đây là tôi không biết nhiều về Revit đâu, nhưng mà những anh em học Revit họ sẽ hiểu rằng là cái việc sau khi đưa vào mô hình xong thì đây là những thông tin mình sẽ lọc được. Thông tin về khối lượng thực hiện, công tác đó là công tác nào, nhà thầu phụ là nhà nào, biên bản nghiệm thu số máy, được chưa? Ví dụ như đây là mình có thể sửa kỳ thanh toán. Đấy, kiểu tính toán các nhà thầu cũng sẽ xuất hiện lên ở đây. Đấy, ví dụ như thế. Đây là toàn bộ tới một kỳ như vậy thì các bạn chỉ cần trích xuất toàn bộ thông tin này và làm hồ sơ thanh toán như cái nhà thầu chứ không cần phải thời gian nữa. Các bạn để thấy sau khi chúng ta bấm lọc thì toàn bộ cái khối lượng của nhà thầu nó sẽ thể hiện trên mô hình 3D, và đây nó không còn cảnh là gì ạ, là phải đi highlight bản vẽ nữa. Thật tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Đây là toàn bộ những thông tin kết vào bất kỳ một đối tượng nào nó đều có những thông tin như ngày nghiệm thu hay là tên đối tượng hay là kể cả là nhà thầu thực hiện. Đây, đó là điều rất tuyệt vời. Và đây là cách mà chúng ta sẽ lập mô hình năm cuộc đây kia.
ví dụ như là cái cấu kiện này chúng ta sẽ chia làm nhiều lần đổ, thì đây là khi mình kích vào nó trong mô hình này. Đây đã đừng hỏi tôi về BIM, hãy hỏi tôi về cách tổ chức dữ liệu. Bất kỳ cấu kiện nào khi mà thực hiện xong nó đều có những thông tin, ví dụ như nhà thầu thực hiện, thời gian thực hiện là ngày nào. Đó. Nhiều, rất là nhiều thông tin. Khi mà các quản lý họ chỉ cần vào trong mô hình, họ sẽ lọc ra và điền là rất là dễ dàng. Nếu như bạn gặp khó khăn về cách tổ chức dữ liệu để có thể là đưa ra được mô hình BIM 5D thì tôi có thể giúp bạn. Còn nếu như bạn muốn hỏi về BIM thì phải hỏi về phòng BIM của tập đoàn Hòa Bình, không phải là tôi. Là tôi chỉ là người cùng với anh em mà thiết lập ra cái dữ liệu này, và đây là dữ liệu cũng đã cũ rồi, dự án này cũng đã hoàn thành từ rất lâu đấy. Để đây là sau này chẳng hạn như trong công tác mà bàn giao và kiểm soát thông tin sau này thì các bạn hoàn toàn có thể lập ra được dựa trên mô hình này, nghiệm thu và bàn giao đúng không? Với các anh em chủ tư là quản lý dự án thì điều mình thì nó có hữu ích, đặc biệt với tất cả các anh em mình làm trên mô hình đều tốt cả. Điều quan trọng nhất là anh em mình biết mình cách tổ chức dữ liệu để mà nó tạo được cái thông tin cần cho anh em ta, và khi mà chúng ta cần cần quản lý mà thôi. Thì các bạn để ý thấy những cái màu xanh là những cái mà chúng ta lọc ra, thì sau khi mà dùng các lệnh ẩn những cái mà không liên quan đi thì nó còn lại trên mô hình như này. Đây là điều rất là tuyệt vời, tôi cũng chưa thấy có một đơn vị nào làm được điều này. Nếu bạn cần tổ chức dữ liệu thì gặp tôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Nghĩa là các bạn hiểu là với tôi thì tôi có quan điểm thế này nè, đã làm cái gì thì làm cho tới. Mà ví dụ để giới thiệu cho các bạn học ai thì phải giới thiệu người giỏi nhất. Và cũng giống như một quan điểm đó thì từ nào giờ tôi làm thì bây giờ hiện nay là những người đang là cái người phải đứng ra để tổ chức chương trình đào tạo cho các bạn bên ID của Việt Nam. Tức là các bạn ấy là những cái người bản thân các bạn là những cái người gọi là đã từng làm ở Hòa Bình. Và trong chương trình tới bao nhiêu người trong số các anh chị đã rất là sẵn sàng để nhận một quà tặng rất là tuyệt vời nữa đến từ ban tổ chức chương trình về BIM. Các anh chị cũng với số một cái để tôi biết chừng nếu như nhiều người thì tôi sẽ tặng luôn vậy đó, quá lớn. Tặng ha, yes, ít người quá hả. Ok, cảm ơn các anh chị. Bây giờ này các anh chị nhận quà tặng từ tôi ban tổ chức nhiều rồi, bây giờ các anh chị bao nhiêu người trong các anh chị cũng sẵn lòng là coi như là tặng cho ban tổ chức một món quà mà trong khả năng của các anh chị cùng mình sờ lờ. Bây giờ cho cùng mình chữ sờ lờ được rồi đó, được chưa nào? Có sờ lờ không ạ? À? Sẵn lòng là tặng quà cho ban tổ chức trong khả năng của các anh chị, được chưa nào? Trong khả năng ha. Rồi ok. Thì có hai điều. Tôi cũng rất là thực sự mà nói là như các anh chị biết là ở Nhất Nghệ chúng tôi có một cái truyền thống đó là làm cái điều mình nói và nói cái điều mình làm, có nghĩa là chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để mang lại cái giá trị lớn nhất cho các anh chị, cho các bạn trong cộng đồng xây dựng. Và chúng tôi chỉ có một cái tiêu chí từ nào đến giờ á, có nghĩa là làm cái việc mình giỏi nhất chứ sẽ không bao giờ làm những cái việc mình không giỏi. Còn ví dụ mình giỏi nhất là so với mình thôi, còn ngoài kia còn nhiều người giỏi lắm. Thì cho nên là chúng tôi là quyết định là gì, tức là riêng về gọi là Nhất Nghệ Tự đứng ra tổ chức là sẽ là tự tổ chức về BIM, về 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 QS được chưa nào? Cho nên là các bạn nhớ giúp tôi từ khóa này này, sau chương trình này đi ra ngoài này các anh chị nhớ giúp tôi từ khóa là gì ạ? Tổ chức dữ liệu thật là tốt là được rồi. Thì bây giờ đây là món quà các anh chị có thể dành tặng cho Nhất Nghệ. Và các anh chị nào mà làm xong rồi thì các anh chị comment còn mail số 1 để ban tổ chức chụp hình lại để mà ban tổ chức ngay lập tức gửi các anh chị cái vé mời VIP của chương trình đêm nha. Đấy. Rồi bây giờ ha, tràng pháo tay rồi thank you, đương nhiên là chúng tôi sẽ nhận. Bây giờ đây là điều mà chúng tôi mong mỏi các anh chị. Từ từ chưa, chưa từ từ các anh chị. Chưa, ban tổ chức chưa gửi. Bây giờ đây là điều mà chúng tôi mong mỏi các anh chị cùng với chúng tôi một tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp để nhiều người được tham gia. Đây nè, là đây là tôi sẽ gửi lên đây một cái link để như này. Có hai việc tôi nhờ các anh chị. Việc thứ nhất là tôi mong mong chờ để như này. Là mong chờ có nghĩa là các anh chị thích làm, các anh chị không thích thì thôi nha. Nhưng mà chúng tôi mong mỏi rằng là các anh chị chung tay với ban tổ chức chia sẻ cái bài viết này, bài viết mà tôi sẽ đăng lên đây để nhiều người biết tới chương trình hơn, nhiều người được chia sẻ hơn. Là thứ nhất. Thứ hai nữa, đó là chúng tôi cũng mong mỏi rằng là những gì các anh chị sau 2 ngày các anh chị học được cái từ khóa gì, học được cái gì hay
thì các anh chị chia sẻ cái nội dung mình học được trên chương trình này. Tôi ví dụ được chưa nào, tôi ví dụ bởi vì đây là một cái chương trình rất là nhiều người tham gia đó, được chưa? Thì ở đây có rất là nhiều người họ họ sẽ đây là ví dụ đi ha. Tại thực ra là chúng tôi sẽ làm nhiều việc. Đây là một cái ví dụ. Ví dụ như bạn đã học xong chương trình về về dự toán, đúng không ạ? Đấy, thì bạn sẽ viết một cảm nhận thế này và bạn đăng lên thế này. Đấy là đăng lên cái bài viết ở đây. Thì cái bài viết tôi gửi cho các anh chị. Đấy chưa nào? Đấy. Thì đây là chương trình dự toán và chương trình về quản lý của dự án. Thì bây giờ là tôi mong mỏi là các anh chị sẽ comment những cái đóng góp, những cái chia sẻ, bởi vì các anh chị chính là những cái người gọi là có thể là giúp chúng tôi lan tỏa và giúp chúng tôi xây dựng và kiện toàn cái chương trình này, đúng không ạ? Thì một lần nữa thì bây giờ ban tổ chức sẽ gửi lên đây cái link và đây ạ. Và ở đây ha, ở đây thì bây giờ các anh chị bao nhiêu người, số các anh chị đã đây tôi sẽ gửi link lên rồi. Thì các anh chị ai sẽ chia sẻ bài viết xong rồi cùng với số 1. Thôi nói gì thì nói. Cái này là điều ban tổ chức mong mỏi ha. Để là xong rồi ban tổ chức sẽ ngay lập tức bấm chia sẻ bài viết cái mình chia sẻ xong rồi comment chưa gì hết comment là vậy. Comment cái này cho ban tổ chức vui các anh chị. Thì ban tổ chức họ biết là cái việc người ta làm nó có giá trị. Rồi sau đó là gì? Ban tổ chức sẽ ngay lập tức là gì ạ? Là sẽ gửi cho các anh chị một cái link để các anh chị ai ai chia sẻ được comment số 1 nha. Ban tổ chức sẽ gửi cái link để các anh chị điền thông tin để nhận cái tài liệu, bởi vì ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị bằng email. Ở đây có 48 người, các anh chị sẽ chỉ có 48 người là được nhận thôi. Chỉ có 48 ngày người này được tặng thôi, không có bất kỳ ai. Đây là không có bất kỳ ai. Là ban tổ chức coi chụp hình mấy anh chị chụp cùng với số 1 này tôi nha. Rồi, bây giờ nhờ ban tổ chức gửi giúp tôi cái link để tặng tài liệu cho các anh chị. Tất cả tài liệu tôi nói là ban tổ chức sẽ tặng nha. Đấy là. Rồi, xin mời ban tổ chức gửi giúp vào trong nhóm Zalo một cái link để mọi người điền điểm danh và nhận chương trình. Rồi, ok, gửi đi ạ. Ban tổ chức đừng gửi trực tiếp cho tôi, gửi cho mọi người. Ok, rồi xin mời các anh chị chúng ta điền thông tin vào để nhận tài liệu ạ. Xin mời các anh chị, có một số các anh chị đã ra ai đã xong rồi thì cùng anh ok hả? À, hướng dẫn một đây các anh chị vào cái link này để chúng ta điền thông tin thôi, điền thông tin email để nhận tài liệu thôi mà. Đây là các anh chị đánh giá giúp ha, thì coi là ban tổ chức vậy là chơi cái tử tế với các anh chị không, đối xử với các anh chị có đường hoàng không, được chưa nào? Đó là thứ nhất. Thứ hai là các anh chị chia sẻ về mức độ hài lòng của mình. Ví dụ như tôi là tôi đánh tâm hết, tại vì thực ra là chúng tôi nỗ lực hết mình các anh chị, nhưng mà bản thân tôi rất là tôn trọng anh em của mình. Đó là cá nhân tôi nha. Được chưa? Rồi. Sau đó các anh chị bấm được rồi. Quản lý của dự án. Bấm bấm ở trên này nha, bấm chữ trên này. Đó. Sau đó bấm tiếp theo. Ba cái tiếng này, kinh vậy. Nó là gì? Nó là cười nhiều hơn, được chưa nào? Ví dụ. Rồi, nhiều bài tập hơn. Rồi ví dụ như là nhiều thời gian hơn, ví dụ các anh chị muốn muốn vậy, được chưa nào? Nhiều thời gian hơn. Lời nhắn gửi xin cảm ơn các anh chị đó, học viên K73, các bạn thật tuyệt vời. Cái link trên trên ngay ngay ban tổ chức gửi ạ. Tuyệt vời, nhất định yêu quý các anh chị đó. Rồi, chúc anh chị có một sự nghiệp thành công. Đó là về phía cá nhân tôi nha. Rồi xong rồi mình biên thực chiến. Yes, tôi có muốn. Rồi điền email. Rồi xong số điện thoại ban tổ chức sẽ liên hệ và sẽ giúp cho các anh chị. Nếu như không thì các anh chị chưa muốn nhận có email không? Rồi, chưa muốn nhận cũng có email thì ban tổ chức sẽ gửi đến các anh chị. Được chưa nào? Đó. Tôi gửi vé mời đặc biệt đến các anh chị. Ban tổ chức sẽ thiết kế cho các anh chị một cái vé mời riêng cho chương trình này. Mọi đóng góp của các anh chị đó chính là cái sự may mắn của chúng tôi, đó chính là cái tôi nghĩ rằng là cái sự chung tay, đó là một cái sự chung tay của những con người tuyệt vời.
để giúp cho chương trình của chúng ta ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. Thì các anh chị xong rồi comment ok ha, thì chúng ta cứ dành ra chút thời gian. Thực tế thì trong một cái thời gian như thế này cũng không hề đơn giản để có thể là ngay lập tức mà làm được một cái việc gì đó thực sự lớn đó. Rồi xin cảm ơn những bạn là Mai Tiến Đạt, Võ Hồng Nguyên, Lê Đức Công, bạn Cao Trí, Jenny Nguyễn, Hồng Quang, Công Huy, Minh Quân, Tấn Thương đã chia sẻ bài viết. Anh em là chia sẻ gửi gửi gì bài viết vào trong nhóm Zalo, lát nữa các anh chị chia sẻ chứ cũng đừng đâu tổ chức. Anh chị nào làm xong rồi comment ok ha. Thank you, cảm ơn cái ok lắm. Một lần nữa thì chân thành biết ơn ban tổ chức, chân thành biết ơn ban tổ chức đã rất là nỗ lực cùng với các anh chị 2 ngày chiến đấu kịch liệt, đúng không ạ? Thực ra là để các anh chị biết là với 20 năm kinh nghiệm mà có thể gói gọn trong 2 ngày được không thể, cho nên là gì ạ? Nếu như có cơ hội thì chúng ta hãy là bạn của nhau, sẽ đi với nhau trên cái hành trình để cùng nhau nâng tầm trong hành trình sự nghiệp, để cùng nhau nâng tầm cái sự việc đó, cùng nhau kiến tạo một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề xây dựng, cùng nhau truyền cảm hứng cho những thế hệ đàn em của chúng ta tự tin mạnh dạn để sống với nghề này một cách tử tế và đường hồn, sống bằng trí tuệ của mình, sống bằng sức của mình đó. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể làm được. Và một lần nữa thì chân thành biết ơn các anh chị, nếu không có các anh chị thì cũng sẽ không có chương trình này. Và sự lan tỏa cái tinh thần của các anh chị cũng sẽ là một cái điều rất là ý nghĩa với Nhất Nghệ. Chúng tôi xin phép được tôi xin phép được đại diện cho công ty cổ phần đầu tư Nhất Nghệ chân thành biết ơn các anh chị, và hẹn gặp lại các anh chị trên hành trình tiếp theo để cùng nhau làm những điều tốt đẹp, những điều tuyệt vời cho cuộc sống của chúng ta, và kể cả là cho những người mà chúng ta thương yêu. Chân thành cảm ơn các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo. Thank you. Recordings.